chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Vụ việc phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh được đựng trong túi ni lông treo trên cây giữa phố Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội gây xôn xao dư luận hai ngày vừa qua. Vâng, vào ngày hôm nay, lực lượng công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang tập trung điều tra và truy tìm người mẹ trong vụ việc này. Khoảng 1 giờ ngày 31 tháng 5, người dân đã phát hiện một túi ni lông màu đen treo trên thân cây trước số nhà 12 Nguyễn Xiển và đã báo cho lực lượng công an quận Thanh Xuân. Nhận thông tin, cơ quan quan khẩn trương đến hiện trường và tiến hành kiểm tra túi này thì phát hiện bên trong có một thi thể trẻ sơ sinh, giới tính là nữ. Theo công an quận Thanh Xuân, trước đó người mẹ đã mang thai khoảng 24 tuần thì sinh em bé với đầy đủ các bộ phận. Tuy nhiên, còn nhiều tình tiết liên quan đang được giám định để làm rõ. Vâng, công quận Thanh Xuân Hà Nội cũng cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh, đơn vị đã cử toàn bộ lực lượng ra soát tìm kiếm người mẹ, nhưng đến nay thì vẫn chưa tìm thấy. Công an quận Thanh Xuân cũng đề nghị người dân biết thêm những thông tin chi tiết liên quan đến thi thể nêu trên thì cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra tại địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân Hà Nội để giải quyết theo quy định. Thưa quý vị, còn liên quan đến vụ việc một thi thể nam giới chết khô ở Công an tỉnh Lào Cai cho biết các đơn vị chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra xác minh danh tính cũng như là nguyên nhân dẫn đến cái chết của tử thi tại dãy nhà liền kề. Được biết khi phát hiện nạn nhân nằm trên tấm nệm tại tầng 3 của ngôi nhà liền kề mới xây thô và công an thu giữ được một thông tin chi tiết tại hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, công an tỉnh Lào Cai không phát hiện dấu vết bất thường lực lượng chức năng đã thu giữ một chiếc ba lô, một máy điện thoại, một tấm ảnh. Khám nghiệm sơ bộ xác định tử thi cao khoảng 1,65m, trên người không có dấu vết tác động của ngoại lực. Sau khi khôi phục dữ liệu từ chiếc điện thoại thu giữ tại hiện trường, công an tỉnh Lào Cai xác định cuộc gọi cuối cùng được thực hiện vào tháng 2 năm 2024. Theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp, căn nhà không có người dân sinh sống. Vào một số buổi tối, họ có nhìn thấy người đàn ông ra vào khu nhà, Hiện công an tỉnh Lào Cai đã ra thông báo vụ việc, đồng thời tổ chức truy tìm tông tích nạn nhân, nhưng đến nay chưa có kết quả. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ giá vàng miếng là vấn đề mà nhiều người quan tâm lúc này. Bởi lẽ trong 2 ngày vừa qua, vàng miếng trong nước đã trải qua những biến động chưa từng có. đặc biệt đến trưa ngày 1 tháng 6, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 3 triệu, chỉ còn 84 triệu đồng, tức là mất gần 7 triệu sau 2 ngày ngân hàng nhà nước thông báo thay đổi cách bình nguồn giá. Đến sáng ngày 1 tháng 6, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá mua bán vàng miếng SJC ở mức 82 đến 85 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng ở chiều mua và 2 triệu đồng ở phía bán. Đến cuối giờ sáng, giá vàng miếng tiếp tục lao dốc và tới 12 giờ trưa, công ty này giảm giá bán vàng miếng thêm 1 triệu đồng còn 84 triệu đồng một lượng. Giá mua vào cũng giảm tương tự xuống 81 triệu đồng. Biên độ giá mua bán giữ nguyên so với đầu giờ ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Tại các thương hiệu khác, giá vàng cũng giảm tương ứng. Hầu hết giao dịch dưới giá bán của SGC. Cụ thể tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng. Bán vàng miếng quanh ngưỡng là 83,5 đến 84 triệu đồng, thấp hơn 500.000 đồng đến 1 triệu đồng so với giá SGC. Như vậy là sau 2 ngày ngân hàng nhà nước thông báo thay đổi cách bình ổn giá thì giá vàng miếng đã giảm gần 7 triệu đồng một lượng, khiến cho nhiều người đứng ngồi không yên. Vâng và các chuyên gia cũng cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm về mốc 80 triệu đồng một lượng, thậm chí sẽ còn giảm sâu bởi sự can thiệp cung vàng trực tiếp cho người dân thông qua 4 ngân hàng quốc doanh. Còn theo nhiều chuyên gia kinh tế thời gian dài, giá vàng trong nước tăng do chịu 3 yếu tố tác động cùng lúc. Thứ nhất, giá vàng thế giới tăng do bất ổn của kinh tế chính trị. Thứ hai, trong nhiều năm nay, không có khung vàng miếng ở thị trường nội địa, trong khi nhu cầu mỗi năm đều có và đặc biệt nhu cầu tăng mạnh trong năm 2022 và 2023 là những năm mà thị trường bất động sản suy thoái, dòng tiền chảy nhiều vào kênh đầu tư vàng. Thứ ba, lãi suất tiết kiệm giảm cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến nhu cầu mua vàng tăng mạnh. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội lan truyền đi clip về nhóm phụ nữ tập thể dục nhịp điệu với tiếng nhạc rất lớn trước Ủy ban nhân dân quận Hà Đông và dường như là không để ý đến những người xung quanh, gây một cái phản cảm và tạo ứng không hề tốt một chút nào. Liên quan đến nhóm nhảy này, ngày 1 tháng 6, thông tin từ Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Cầu đã yêu cầu nhóm phụ nữ không tập luyện thể dục thể thao, mở nhạc công suất lớn và không đăng tải các hình ảnh tập luyện thể dục thể thao, vi phạm thuần phong mỹ tục lên mạng xã hội. Theo đó, tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu nhóm không tập luyện thể dục thể thao mở nhà công suất lớn tại khu vực công cộng gây ảnh hưởng đến văn minh đô thị, không đăng tải các hình ảnh tập luyện thể dục thể thao vi phạm thuần phong mỹ tục lên mạng xã hội và tháo gỡ những hình ảnh bài đăng đã đưa lên. Sau khi được tuyên truyền, đại diện nhóm phụ nữ đã nhận thức được việc làm trên gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, cam kết sẽ không tập luyện tại khu vực trên và đồng thời gỡ bỏ hình ảnh video đã đăng tải. Vâng, và cho biết thêm thì công an phường Hà Cầu quận Hà Đông Hà Nội cũng đã có văn bản gửi cho ủy ban nhân dân phường Hà Cầu ra văn bản chỉ đạo trung tâm thương mại Mê Linh Plaza cần có những biện pháp hạn chế người dân tập trung quá đông tại khu vực trên. Khi mà tập thể dục thì không được bật nhạc quá lớn ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng như là đảm bảo trang phục không gây phản cảm khi tập. Thưa quý vị, vào hôm 29 tháng 5 vừa qua, theo giờ địa phương, ba người đàn ông tên là Alvin Jackson và Emmanuel Jean Joseph và Xavier Viner đã kiện đệ đơn kiện hãng hàng không American Airlines lên tòa án quận phía đông New York của Mỹ với cáo buộc các tiếp viên của hãng này không cho họ lên máy bay vì có mùi cơ thể. Họ cáo buộc các nhân viên của American Airlines trên chuyến bay 832 từ Phoenix đến New York hồi tháng 1 đã tiếp cận họ và năm hành khách khác. Sau đó đề nghị tất cả xuống máy bay mà không giải thích. Cả 8 người đều là hành khách da màu, nhưng 5 người đàn ông còn lại không tham gia vụ kiện. Ba người đàn ông cho biết họ không biết nhau trước chuyến bay. Sau khi họ bị buộc phải rời khỏi máy bay, đại diện American Airlines nói cả ba bị loại khỏi chuyến bay vì một nam tiếp viên phàn nàn về mùi cơ thể của một hành khách không xác định. Ba hành khách này sau đó đã được phép quay trở lại chuyến bay sau khi không tìm thấy chuyến bay nào khác của American Airlines đến New York trong hôm đó. Các nguyên đơn cho rằng sự phân biệt đối xử là sỉ nhục gây ra những tổn hại về tinh thần. Không nhân viên nào đưa ra lời xin lỗi hay giải thích cho những gì đã xảy ra. Vụ kiện của họ nhằm ngăn cản những hành vi phân biệt khác có thể xảy ra trong tương lai. Phản hồi về việc bị kiện, American Airlines cho hay đang điều tra sự việc này đàn chó hoang tính đến 4 triệu con đã khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đau đầu tìm cách triệt sản hoặc tiêu diệt nhưng bị các nhà bảo vệ động vật phản đối. Video người qua đường vội vàng giúp đỡ một phụ nữ lớn tuổi bị chó hoang tấn công trên đường phố Istanbul đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ gần đây, nhằm gây chia rẽ giữa phe mất kiên nhẫn với chó hoang và một phe là phe đồng cảm với chúng. Cụ thể là phe phản đối thuyết phục chính phủ ban hành luật hạn chế số lượng chó hoang, thậm chí là diệt trừ chúng. Chúng tôi muốn đường phố sạch bóng chó hoang là câu khẩu hiệu thường xuất hiện. Dự luật được đề xuất cho phép mở chiến dịch truy quét, bắt chó hoang triệt sản hoặc là thiến để ngăn chúng sinh sản, nhưng con không có người nhận nuôi trong vòng 30 ngày sẽ bị tiêu hủy. Trước tình trạng đàn chó hoang đã lên tới 4 triệu con, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29 tháng 5 cho rằng cần áp dụng các biện pháp triệt đề hơn. Dự luật sẽ sớm trình Quốc hội thông qua nhưng nó đang vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ phía các nhà hoạt động vì phúc lợi động vật. Họ lên kế hoạch biểu tình ở Istanbul vào ngày 2 tháng 6 và cho rằng nếu được thông qua, luật sẽ dẫn tới một vụ thảm sát chó và đồng thời nhắc lại ký ức về thảm kịch thời Ottoman. Liên đoàn quyền động vật Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chính phủ nên rút kinh nghiệm từ những thảm kịch và ưu tiên việc triệt sản tìm nơi trú ẩn tốt hơn cho chó hoang này. Hiệp hội thú y Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối kế hoạch hạ sát đàn chó hoang và cho biết họ không được chính phủ tham vấn.